Hello, xin chào mọi người đến channel của mình là bên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay xin giới thiệu qua một sản phẩm đó là nhiệt kế điện tử Copper Atom 2560 các bạn ha, của GSA được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên. Nhiệt kế điện tử 2560 dùng kiểm tra cho tủ lạnh thực phẩm, dược phẩm với màn hình lớn dễ đọc. Nó được thiết kế để treo đứng hoặc gắn trên các dây cáp bao gồm các khu vực thực phẩm trong tủ lạnh bảo quản. Thiết kế khung nhựa ABS độc đáo có thể tháo rời để dễ dàng vệ sinh. Cả nhiệt kế và khung đều có khả năng chống văng và kết hợp với phụ gia chống vi khuẩn giúp ức chế vi khuẩn phát triển. Chứng nhận của NSFC Hardware với chế độ cài Mapmin Wide Reset. Kích thước của màn là 48mm x 19mm, phạm vi đo nhiệt độ là từ âm 22 độ C đến âm 22 đến 122 độ F, âm 30 đến 50 độ C. Độ chính xác nhiệt độ là cộng trừ 1 độ F, 0,5 độ C, phạm từ âm 4 đến 50 độ F và âm 20 đến 10 độ C. Độ phân giải nhiệt độ là 0,1 độ C hoặc là độ F các bạn ha. Và ai có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng liên hệ với website maydothinghiem.com.vn hoặc khangkien.com.vn qua hotline 0938 222 991 hoặc 0936 620 757. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại với những video kế tiếp.